Liên quan tới tình hình nhân đạo tại khu vực, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA ngày 16 tháng 10 cho biết, dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp giải Gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 24 giờ tới. OCHA cho hay, việc các máy phát điện dự phòng dừng hoạt động sẽ đặt tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm. Trong một diễn biến liên quan, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập không thể tiến vào giải Gaza để tiếp cận người dân Palestine do khu vực này đang bị Israel ném bom. Cửa khẩu Rafah, lối đi duy nhất vào giải Gaza không do Israel kiểm soát, đã bị đóng cửa từ ngày 10 tháng 10 sau 3 cuộc không kích của Israel vào đồn biên giới Palestine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin là dân thường vô tội, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas sẽ dẫn đến những hậu quả nhân đạo vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi khôi phục việc cung cấp điện và nước ở giải Gaza, đồng thời tạo điều kiện cho phép cung cấp lương thực, thuốc men và các hoạt động cứu trợ nhân đạo khác được nhanh chóng và an toàn.